Sáng thứ tư của trận tổng đài thứ ba đôi đài kỳ 71 giữa đây và tổng đài Lâm Quang Chiết và đài chủ Hoàng Thanh Sơn. Tỷ số toàn cục đang tạm thời là 3-0 cho Hoàng Thanh Sơn. Và như vậy thì khả năng phản đòn của Lâm Quang Chiết đang rất là thấp. Qua tới xong thấy anh bữa nay là bụng bự nữa ha. Em mới vừa vô, mới coi người trẻ nè, em mới vừa vô. Ba một. Ba hai. Hai bốn. Ăn gai nó công ăn cái này là biết là cỡ nào rồi đó. Nó mẹ nó nổi thiệt. Cái ăn gai nó công chết là chết mẹ. Đàn máu. Đàn máu mà. Trời trời. Ai nó chụp trời dưới. Ba bốn. Bốn đều. Năm bốn. Năm sáu. Sáu đều. Sáu chín. Chín bảy. Thank you.
8. Chúng ta đang ở những giây phút cuối cùng của trận đấu thứ tư. Tỷ số đang là 9-8 với một quả dẫn trước cho Hoàng Kim Sơn. Nếu thắng set này thì Sơn sẽ thắng toàn cục. Nếu thua set này chúng ta sẽ có set thứ 5. 9-0. Cơ hội đang bắt đầu trở lại với lại Lâm Quang Chiết. Bây giờ là lợi thế giao bóng, anh khai thác là hai quả giao bóng này tốt thì anh sẽ giành chiến thắng được ở set 4 này. Và đương nhiên là mở ra một cái cơ hội cho set 5. 9-0. Một quả giao bóng ngoài dự kiến sang góc trái, trong khi Sơn đang chuẩn bị lốc bóng ở bên phải. 19. Quả chiến thuật rất hay. Ở đây là quả quyết định. 20 là đánh hỏng, rất uổng. Sơn đã bị hớ quả bóng này, trả bóng rất cao, Chiết lại đánh hỏng. 10 đều. Quả trái vừa rồi của Lâm Quang Chiết rất hay, trả nhẹ vào góc phải làm Sơn bị mất bộ đánh. 11-10, lời giao. Vâng. Quá xuất sắc cho pha bóng vừa rồi. Và như vậy thì tỷ số và toàn cục đang tạm thời là 3-1. Và là set thắng đầu tiên của Lâm Quang Chiết trong trận công đài hôm nay. Chúng ta hãy xem anh có thể làm tiếp gì với những set kế tiếp.